Em và tất cả những người mà các bạn gần gũi, tôi nghĩ rằng là các bạn thấy tôi với các bạn nói một câu rất là chân thật. Không bao giờ các bạn thích lên khoa, không gần thầy cô. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì các bạn không chịu gần thôi. Chứ còn thầy cô mà gần thì đương nhiên cũng có những người rất là thương các bạn, đúng không? Khi mà người ta chọn cái nghề này, các bạn biết là cái nghề không nhiều tiền. Có rất nhiều công việc nhiều tiền hơn, nhưng mà họ bỏ. Như thầy Hải, như tôi nói thật với các bạn, công việc không có hết. Nhưng mà chúng tôi vẫn mong làm sao là tất cả các bạn là những người có ích cho gia đình, có hiếu với cha mẹ. Đó là điều mà thầy cô mong mỏi nhất. Đơn giản lắm các bạn, chỉ có tình thương để lại đời thôi ha.